Tô Lâm vừa lên ngôi, bão tố tai họa ập đến với dân đen. Theo quan niệm thời xưa, khi một hoàng đế vừa lên ngôi mà thiên tai liền ập đến là điểm báo chẳng lành. Ngày nay, dù quan niệm ấy bị xem là mê tín, nhưng vẫn tồn tại trong dân gian. Có thể nói vùng bão lũ thường xuyên là dải đất hẹp miền Trung. Tuy nhiên, lần này miền Bắc và Hà Nội lại phải gánh chịu một cơn bão mạnh khủng khiếp, hàng thế kỷ mới xuất hiện một lần. Điều đáng nói là Hà Nội lại nằm trên đường đi của tâm bão. Cũng như bao nhiêu trận thiên tai khác, dân đen là những người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Còn quan chức, dù chỉ là quan chức cấp phường, thì không hề hấn gì. Họ có nhà, có biệt phủ kiên cố, có tiền bạc thừa thãi, nên hầu hết sẽ miễn nhiễm với những tai họa đến như vậy. Thiên tai ập đến là điều chẳng ai mong muốn cả. Dù ở đâu, thiên tai cũng gây ra những mất mát khó bù đắp. Tuy nhiên, không chỉ những thiên họa do thiên tai, ở Việt Nam thiên tai lại phơi bày ra bao nhiêu nhân họa do Đảng lén lút thực hiện mà dân không hề hay biết. Sau bão, hàng loạt cây xanh đổ ngã, trong đó có rất nhiều cây sau khi đổ đã lộ ra những gốc cây bị bó. Đây là những cây do công ty cây xanh của chính quyền trồng bằng nguồn tiền thuế của nhân dân. Trong quá trình vận chuyển cây đến nơi trồng, gốc cây thường được bọc bằng ni lông để giữ đất cho rễ. Tuy nhiên, trước khi trồng, công nhân phải tháo bọc ni lông ra để rễ cây phát triển. Thế nhưng vì vô trách nhiệm và cũng không loại trừ có âm mưu bẩn mà công ty cây xanh để nguyên bọc ni lông và cho xuống trồng, kết quả khi bão đến, cây bị đổ gốc, trơ ra bộ rễ, bị bó cứng. Có ý kiến cho rằng không hẳn công ty cây xanh vô trách nhiệm mà họ có tính toán riêng. Với cách trồng cây như thế thì cây có tỷ lệ chết rất cao nên dễ xin thêm dự án để trồng lại. Đây cũng là ý kiến đáng được quan tâm, bởi lâu nay việc vẽ ra dự án để xà xẻo tiền từ nhân dân là nghề của các quan chức Đảng này. Thảm họa thứ nhì là vụ sập cây cầu Phong Châu ở tỉnh Phú Thọ. Cây cầu này bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông. Cây cầu này có kết cấu thép tương tự cây cầu Long Biên cũng bắc qua sông Hồng. Tuy nhiên, hai cây cầu này xây cách nhau đến 98 năm. Ấy vậy mà cây cầu xây sau lại sụp đổ. Đây là trường hợp báo động về chất lượng công trình. Trên đất nước này có bao nhiêu công trình kém chất lượng như thế mà người dân vẫn phải sử dụng hàng ngày. Không ai có thể thống kê cho hết được, và đương nhiên là sinh mạng nhân dân cũng treo lơ lửng. Những ngày qua, mạng xã hội phê phán rất nhiều về nhân họa trong hai trường hợp trên. Tuy nhiên, trên mặt báo, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu đe dọa buộc dân không được lên tiếng. Mới đây, trang thông tin chính phủ đưa tin sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức đưa tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống bão lũ. Lâu nay, chính quyền hay xử lý cái gọi là thông tin xấu độc theo tiêu chuẩn Đảng là chân lý. Vì vậy, bất kỳ ai dám nói lên sự thật mà Đảng không thích sẽ bị chụp mũ đưa tin sai sự thật. Cho nên, tiêu chuẩn của cái gọi là thông tin chính xác hay không phụ thuộc vào ý muốn của chính quyền, chứ không dựa trên sự thật. Tô Lâm lên ngôi không lâu thì thiên tai ập đến. Sau thiên tai, cái mặt nạ nhà nước của dân, do dân và vì dân đã rớt xuống. Sự thật hiện lên là chính thể công an trị ra tay, hầm hè, đe dọa và xử lý nghiêm bất kỳ người dân nào dám nói lên sự thật. Nghĩa là họ công khai bịt miệng dân, bất chấp tình trạng nguy khốn cũng như sự sống chết của người dân. Nhà nước Đảng Cộng sản vốn là nhà nước công an trị, tuy nhiên thời của Tô Lâm sẽ mạnh tay hơn thời của Nguyễn Phú Trọng. Tai họa này như cái vòng kim cô siết chặt lên đầu người dân và đáng sợ hơn thiên tai gấp nhiều lần. Chưa chắc số người chết do thiên tai trong một năm bằng số người chết vì bị công an tra tấn trong trại tạm giam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tô Lâm vừa lên ngôi, bão tố tai họa ập đến với dân. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Nguyễn Thanh Nghị mầm non đứng giữa nhiều làn đạn nhưng rất khó gãy. Khi ông Nguyễn Phú Trọng còn sống, ông Nguyễn Tấn Dũng đã lặn mất tăm suốt một thời gian khá dài. Sau đại hội lần thứ 12 vào năm 2016, với câu nói về làm người tử tế nổi tiếng, ông Dũng không còn xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện của chính quyền như ông Trương Tấn Sang. Thời gian này cũng ghi nhận số phận của Nguyễn Thanh Nghị gặp rất nhiều sóng gió. Lẽ ra ông Nghị có thể lên Bộ trưởng Bộ Xây dựng từ đại hội 12 nếu ông Dũng không thua trước ông Trọng. Từ vị trí Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc, ông Bà Dũng đưa người con đầu của ông về Bộ Xây dựng nắm chức Thứ trưởng ngay trước đại hội lần thứ 12. Đây là bước đệm để Nguyễn Thanh Nghị lên Bộ trưởng, vì lúc đó Nghị đang là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng và chắc chắn xuất ủy viên chính thức của đại hội 12. Mà một khi đã là ủy viên chính thức thì ghế của ông Nghị phải là Bộ trưởng chứ không phải là Thứ trưởng. Thế rồi ông Dũng đã thua cuộc, buộc phải về làm người tử tế. Vì thế bà Dũng cũng vận động để Nguyễn Thanh Nghị về làm bí thư ở tỉnh nhà Kiên Giang, bởi Trung ương có quá nhiều cạm bẫy, Nguyễn Thanh Nghị còn non trẻ, khó trụ vững. Về Kiên Giang làm quan đầu tỉnh chờ thời mà lại an toàn hơn. Nếu ông Dũng không kịp kéo Nghị về Kiên Giang trước khi ông Dũng về hưu thì rất có thể Nghị đã ngã ngựa sớm từ khi đó. Nguyễn Thanh Nghị trú ẩn tại Kiên Giang được một thời gian thì bị vướng một vụ đất đai tại Phú Quốc vào năm 2020. Xem ra lúc đó ông Trọng không muốn để Nguyễn Thanh Nghị yên thân. Vụ đất đai ở Phú Quốc có nguy cơ đẩy Nguyễn Thanh Nghị rớt khỏi vũ đài chính trị như Nguyễn Xuân Anh đã từng bị khi đương chức bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Nghị chỉ bị kỷ luật nhẹ, nguyên nhân được cho là lính của Tô Lâm đã nhẹ tay trong việc điều tra sai phạm của Nguyễn Thanh Nghị. Được biết, hầu hết những sai phạm của quan chức địa phương mà Trung ương nắm được đều nhờ lực lượng của Tô Lâm. Chính vì thế, Nguyễn Thanh Nghị chỉ bị thuyên chuyển và giáng chức từ vị trí bí thư tỉnh ủy xuống làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Trong khi đó, bí thư tỉnh ủy có cấp hàm ngang với Bộ trưởng. Vào năm 2021, Phạm Minh Chính thắng Vương Đình Huệ trong cuộc chạy đua vào ghế thủ tướng. Thế là Nguyễn Thanh Nghị được Phạm Minh Chính vớt lên làm Bộ trưởng. Từ đó giữ cho Nguyễn Thanh Nghị còn nguyên hy vọng tiến xa hơn trên con đường chính trị lâu dài. Có thể nói giai đoạn 2020-2021 là giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với ông Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Tấn Dũng không thể ra mặt vận động công khai cho con trai vì ông Trọng đang còn đó. Sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị được cứu nhờ hai đồ đệ của Nguyễn Tấn Dũng, đó là Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Tô Lâm giúp cho sai phạm của Nghị được giảm thiểu để nhận mức án nhẹ nhất như có thể, còn Phạm Minh Chính thì tái sinh sự nghiệp chính trị của Nghị bằng cách bổ nhiệm Nghị vào ghế Bộ trưởng. Với việc ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông Nguyễn Tấn Dũng đã có thể ra mặt để vận động cho con trai. Mối quan hệ thân tình giữa Nguyễn Tấn Dũng với Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm được công khai nên sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị cũng sẽ vững chắc hơn. Đáng nói là nếu Tô Lâm và Phạm Minh Chính có quay ra quyết chiến với nhau thì Nguyễn Thanh Nghị vẫn có thể trụ vững, vẫn hiên ngang đứng vững giữa hai làn đạn. Sân trời chính trường Việt Nam vẫn chưa có chỗ nào cho những nhân vật trẻ U50 như Nguyễn Thanh Nghị. Gần đây, Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, người cùng tuổi với Nguyễn Thanh Nghị đã ngã ngựa. Và xa hơn là Võ Văn Thưởng, là một nhân vật trẻ tuổi trong tứ trụ cũng không chịu nổi dông bão chính trường. Nếu Nghị đứng một mình, rất khó trụ vững. Tuy nhiên, lợi thế là Nguyễn Thanh Nghị có người cha là Nguyễn Tấn Dũng, nên đang rất có triển vọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Nguyễn Thanh Nghị mầm non đứng giữa nhiều làn đạn nhưng khó gãy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de